câu hỏi là em bán cái sản phẩm quả cầu thông gió ấy. Em xin ý kiến của thầy về viết content như thế nào để quảng bá được sản phẩm bán hàng tốt nhất ạ? Cái có một cái chị này đang bán là cái thông gió ha, đấy đúng không? Nói chung là cái này đúng không? Đấy, thì các bạn nhìn thấy, thì các bạn là người mua hàng cái quạt thông gió này lắp cho xưởng, nhà xưởng ấy. Ta lấy ví dụ quạt thông gió này ta ghét vào người chăn nuôi, không cần phải tốn nhiều điện để mà quạt công nghiệp, đúng không? Mà thông gió này giúp cho đàn gia súc, đàn gia cầm của bạn thoáng khí, không bị đăng xuất ngoài trái đất. Thì ví dụ như là nếu các bạn là chủ trang trại thì các bạn khi mua những cái quạt thông gió mua theo số lượng kiểu này thì các bạn sẽ có mong muốn gì? Ngoài giá ra thì còn mong muốn gì nữa? Rẻ, bền, không tốn điện, gì nữa? Lắp đặt. Lắp đặt có đơn giản hay không? Ví dụ mình làm một cái video như này nhá. Chào bạn, mình đang đứng ở một cái công xưởng có 10 hecta nuôi 10.000 con gà, và công xưởng này đang trong mùa thu hoạch. Thì khi mà các bạn chăn nuôi thì để mà nuôi được đàn gia súc mà nó tốt nhất thì có một điều đó chính là phải thoáng khí. Thì có rất nhiều cách, ví dụ lắp điều hòa hay là quạt công nghiệp, thì những cách này sẽ tiêu tốn một tháng, với 10.000 con gà này tiêu tốn một tháng của bạn 100 triệu tiền điện. Thì công xưởng này của anh Hạnh, anh đã áp dụng một giải pháp mới của bên mình, đó chính là lấy hóa khí tự nhiên thông qua quả cầu hút nhiệt inox mẹ gì đấy, hiểu chưa? Và mỗi tháng không mất tiền điện luôn. Thì đây gọi là bán lợi ích. Thì mình làm ra các video nói về lợi ích của quả cầu, chứ còn mình sẽ không quan tâm đến cấu trúc của quả cầu này. Mình nhìn vào đây mình thấy là nó là thoáng khí dành cho các công xưởng. Nhà ngày xưa thì chúng ta hay lắp, nhưng bây giờ công nhận là mình thấy ít nhà lắp cái này, ít nhà. Nhưng bây giờ mình nhìn vào đây thì mình thấy đây một cái tập hàng là tập hàng chăn nuôi xưởng công nghiệp thì người ta đã lắp để làm một cái gì đó thoáng mát, tự nhiên, tiết kiệm điện. Thế thì làm video về lợi ích, review về lợi ích của cái quả cầu ấy, cho người ta biết tại sao phải 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 làm. Còn xem kết nối nhà ông nào có đàn gà hoặc đàn lợn ấy vào review. Đây này, xem kết nối xem đây này, đây này, khu công nghiệp nó hay dùng cái này, lấy khí tự nhiên này này, kéo như thế. Trồng trọt chăn nuôi trong nhà kính là cần phải cái này, được chưa? Thế là xác định được tập khách hàng. Còn người mua lẻ thì công nhận mình cũng đồng quan điểm với anh này, đó chính là mình sẽ không lắp, mình sẽ có riêng trời riêng, lấy khí tự nhiên riêng, hoặc mình cho điều hòa một tháng thì cũng lắm 2 triệu 5 triệu tiền điện, được chưa? Hôm vừa rồi mình nhà mình còn dùng hết 1 triệu 6 tiền nước, đéo hiểu dùng kiểu gì, 1 triệu 6 tiền nước làm như đi buôn nước. Về sau mình biết là mình quên không khóa một cái vòi, nên nó có cháy mẹ xuống đất. Xin phép hỏi thêm là thưa thầy, em có nên tiếp tục phát triển cái sản phẩm này qua quảng cáo Facebook không, hay là em cả Facebook vẫn giúp lựa chọn một chị, sản phẩm khác? vẫn giúp chị tìm được khách hàng của mình. Khách hàng ở đây là công xưởng, nhà xưởng, xây dựng, khu chăn nuôi, khu công nghiệp, vẫn làm được và làm được số lượng rất nhiều, vẫn làm được nên vẫn làm được nếu chị tập trung một kiểu khách hàng này. Còn không phù hợp với tập khách hàng lẻ, lẻ cũng có nhưng mà không nhiều. Nó không ít, nó không còn cái giải pháp này nữa. Nhưng mà nhà công xưởng chị vẫn muốn phát triển thì phát triển được, nhưng phải dành cho cái tập khách hàng công xưởng, ok chưa? Còn nếu mà phát triển sang một sản phẩm mới thì chị có sản phẩm gì mới không? Em chưa lựa chọn được sản phẩm. Không không có sản phẩm gì mới. Nhưng ngoài nếu mà sản xuất cái này ra thì chị sản xuất được cái gì nữa? Em làm cái quả cầu thông gió này, phút mùi của bếp bếp gia đình rồi bếp quán ăn, bếp nhà hàng, đặc biệt là bếp quán ăn nhà hàng theo thì đấy là cái sản phẩm có thể bán tốt hơn nhà hàng, dành cho đối tượng chuyên nhà hàng, hút mùi ở nhà hàng. Thì còn gì nữa không? Em chuyên sản xuất cái cửa thép chống cháy của các tòa nhà cao tầng. Đấy, cửa thép chống cháy này. Kia hả? Đúng rồi ạ. Thì đây là khu văn phòng, phòng kỹ thuật với cả thang bộ. Còn gì nữa không? Và hệ thống thoát rác inox nhà cao tầng thay cho cái thang rác đấy ạ. Bây giờ chỉ trả lời cho câu hỏi là sản phẩm nào sẽ là sản phẩm hot nhất trong 4 sản phẩm bây giờ, thì hiện mình tại sẽ tập trung nguồn lực, mình phải chạy thử thì mình biết là cái gì trên Facebook đang hot hơn trong 4 cái sản phẩm bây giờ, để biết đâu nó lại là cái quạt hút mùi của nhà hàng lại ngon.